Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 2 và chúng ta đã biết được cái cách lập bảng thống kê như thế nào, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 3, đó chính là biểu đồ tranh. Cái từ này nghe có vẻ hơi mới lạ đối với các em quý phụ huynh, đúng không nào? Nhưng mà thực chất cái phần biểu đồ tranh này á, nghe giải thích một xíu này để cho phụ huynh và các em có thể dễ hình dung trước khi mà thầy đi theo cái mạch kiến thức ở trong quyển sách này các em nha. Nghe cái từ, nếu mà biểu đồ thì nếu như quý phụ huynh đó, hay là các em ở dưới chương trình tiểu học thì hay hay hình dung như thế này, ví dụ biểu đồ hình cột ha, hay là biểu đồ hình cột này, hay là biểu đồ theo cái đường viền như này, theo cái chiều lên chiều xuống như này, đúng không? Nhưng cái biểu đồ tranh này nghĩa là gì? Cái biểu đồ tranh này nghĩa là người ta sử dụng một cái biểu tượng nào đó. Ví dụ thầy lấy ví dụ như là một cái biểu tượng mặt cười như này, mặt cười này, mặt mặt méo rồi. Đây, mặt cười như này nha. Ví dụ thầy đại diện cứ một mặt cười này là 5 học sinh, 1 2 3 4 5. Như vậy khi đó thầy vẽ hai mặt cười. Khi đó thầy vẽ hai mặt cười thì mấy học sinh? Nó thầy không nói gì hết, chúng ta sẽ ngầm hiểu đây là 10 học sinh. Các em hiểu nào? Cứ một mặt cười này thầy đại diện cho 5 học sinh, 1 2 3 4 5. Thì hai học mặt cười nó sẽ là 10 học sinh. Nếu thầy vẽ ba mặt cười thì đại diện mấy học sinh? 15 học sinh. 15 học sinh. Các em hiểu nôm na là như vậy, nghĩa là ở đây người ta sử dụng một cái biểu tượng, một biểu tượng nào đó để đại diện cho một cái số lượng của một cái nhóm đối tượng nào đó để người ta ký hiệu. Đó chính là cái phần biểu đồ tranh. Được chưa? Cho bây giờ thực sự là thầy đã nói rồi, cả thầy cả trò nó cũng đều rất là mới, nhưng thầy cũng sẽ sử dụng các cái vốn từ, những cái kiến thức thầy đã được dạy tổng hợp từ hồi giờ mà thầy dạy của chương trình cũ kết hợp với chương trình mới để mà giảng giải sao cho các em dễ hiểu nhất và các em có thể tiếp thu và tự làm bài tập được, thì cái đó là thành công của thầy rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta này, hãy gọi tên loại biểu đồ trong hình 1. Hãy mô tả các thông tin có từ điều từ biểu đồ trong hình 1 dưới đây. Này, ở đây là cái số học sinh khối 6 được điểm 10 môn toán trong tuần. Như vậy thì ở đây người ta nói hãy gọi tên loại biểu đồ trong hình 1. Không? Thì biểu đồ này đó chính là biểu đồ tranh, một biểu đồ tranh. Mô tả thông tin thì nghĩa là đây chính là cái số học sinh khối 6 được điểm 10, nghĩa là cái thông tin của nó nằm ở trên cái đề mục ở trên đây, gọi là cái bảng thống kê này là chính là bảng thống kê cái số học sinh khối 6 được điểm 10 trong một tuần. Phải nào? Và các em lưu ý này, cứ một mặt cười này là tương ứng là một học sinh. Chứng tỏ thứ hai này được mấy học sinh em? Các em phải đọc cái chú ý ở dưới đây này. Cứ một mặt cười này sẽ tương ứng là một học sinh. Như vậy chứng tỏ thứ hai là được có mấy học sinh được điểm 10? Có 3 học sinh. Thứ thứ ba hai học sinh, đây có một học sinh. 1 2 3 4 5, có 5 học sinh đạt điểm 10, đây có 3 học sinh đạt điểm 10. Vậy thôi. Các em hiểu chưa? Hình dung dễ hình dung như nào? Cứ bình tĩnh. Cứ học càng sâu thì các em sẽ càng hiểu, và càng hiểu thì khi đó các em sẽ càng thích học cái phần này. Thầy nghĩ là như vậy. Chúng ta sẽ đi sang ở trang 105 nhé. Chúng ta đi sang phần 1, đó chính là ôn tập và bổ sung kiến thức. Chúng ta sẽ đi sang cái hoạt động 1 các em, hoạt động 1. Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số tivi, tivi ký hiệu bằng chữ TV nghe nha, bán được qua các năm của siêu thị điện máy A. Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đồ tranh hình 2. Đây, số tivi này. Các em lưu ý này, không phải nhìn trên đây là nói một tivi, hai tivi là sai á. Nhìn trên đây này, ở đây nếu như một chiếc tivi hoàn chỉnh như này, đó, thấy không? Người ta ký hiệu một cái hình như thế này, này, nghĩa là trong năm 2016 này người ta sẽ bán được là mấy. Cứ một hình này là đại diện là 500 chiếc tivi. Mà đây hai hình chứng tỏ là hai nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 500 nghĩa là bán được 1.000 chiếc tivi này. Các em hiểu không? Đấy. Ok chưa? 1.000 chiếc tivi. Còn các cái thông tin có được từ biểu đồ trên hình là đây chính là cái số tivi bán được qua các năm ở siêu thị điện máy A là. Em ghi thầy là số TV bán được. Đây này, em ghi câu này vô này. Cái thông tin ta nhận được đó chính là số TV bán được qua các năm của siêu thị điện A. Em ghi câu này vô. Em ghi ở đây là qua các năm này. Ví dụ như năm
2016 thì chúng ta sẽ lấy 2 này. 2 là cái hình này thôi, cái hình đại diện. Một hình đại diện này là tương ứng là 500 chiếc TV. Như vậy ở đây là có hai hình này thì nó sẽ là 2 nhân cho 500 thì sẽ bằng là 1000 TV. Nếu mà ghi ở trong trong vở các em là ghi như thế này. Còn thầy sẽ làm trực tiếp ở trên đây luôn để cho em thấy nha. Năm 2017 là 123, chứng tỏ các em lấy 3 nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 500. Đúng không? Nghĩa là bằng 1500 chiếc TV được bán. Ở đây các em lưu ý nha, cái năm 2018 nó có một cái khác này. Đây là một cái hình hoàn chỉnh nhưng mà đây chỉ có nửa hình thôi. Nửa hình này là tương ứng gì? 250. Đây này, nửa cái hình này, nửa hình một của một chiếc TV này. Như vậy ở đây các em sẽ lấy là 500 cộng cho 250 thì sẽ bằng là 750 chiếc TV. Được nè. Còn ở đây là 1 2 3 4, nghĩa là tại vì nó giống nhau mà, giống nhau thì các em nhân 4 nhân cho mấy? Nhân cho 500 thì ra được là 2000 chiếc TV. Cứ như vậy các em sẽ làm được đúng không? Ở đây mấy? 1 2 3 4 5 6. 6 ở đây nhân cho 500 thì sẽ bằng 3000 chiếc TV. Xong. Em có hiểu không? Nghĩa là nên ngay từ cái ban đầu phần giới thiệu thầy nói là một cái biểu tượng nào đó đại diện cho một cái số lượng của nhóm đối tượng. Như vậy một cái hình này nó sẽ đại diện cho 500 chiếc TV. Như vậy hai hình sẽ là 1000, ba hình sẽ là 1500 chiếc TV. Ở đây là một hình rưỡi nó sẽ là 750. Bằng cách nào cộng hai này lại, hiểu chưa? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đây người ta nói là ở các lớp dưới ta đã được làm quen với biểu đồ tranh. Thì thầy không biết là ở dưới tiểu học, tại vì thầy không có dạy tiểu học em, mà cái từ biểu đồ tranh này nó khá là lạ lắm so với thầy nói cơ cả giáo viên và cơ cả học trò. Còn cái chương trình mới ở dưới là lớp 1, lớp 2, lớp 3 đó là đại học chưa thầy thì không biết ha. Bây giờ em ghi thầy cái phần này vô. Biểu đồ tranh sử dụng biểu tượng, thấy chưa, biểu tượng này hoặc là hình ảnh này để thể hiện dữ liệu. Biểu đồ tranh có tính trực quan dễ hiểu. Trong biểu đồ tranh, một biểu tượng hoặc là hình ảnh có thể là thay thế cho một số đối tượng, nghĩa là năm thay thế có thể là một nhóm đối tượng là 5 hoặc là 10 hoặc là 100 hoặc là 1000, là tùy theo cái bài toán người ta đưa ra. Các em hiểu nè. Ok. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở phần ví dụ 1 em nhé. Ví dụ 1. Trong biểu đồ tranh ở hình 1. Ở hình 1 phía bên đây ha. Mỗi biểu tượng cái mặt cười này chỉ thay thế một học sinh. Nhưng cái này rồi, cái này đã hiểu rồi. Cái này hiểu rồi, đọc qua là biết rồi. Tại vì thầy đã nói rồi đúng không nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, đọc biểu đồ tranh. Ta sẽ đi sang cái hoạt động tiếp theo. Hãy xem biểu đồ tranh ở hình 1 và đọc số học sinh được điểm 10 môn toán trong tuần của khối lớp 6. Thì đây, thầy cũng đã ghi cho các em rồi, đây nè. Đây, như vậy thì các em đọc này, thứ hai thì có ba học sinh đạt điểm 10, thứ ba là có hai học sinh, thứ tư cứ như vậy tới thứ sáu là ba học sinh, hiểu chưa? Xong ở cái hoạt động 2 nha, được không? Các em thấy dễ hiểu không ta? Được không? Rồi tiếp tục nha. Để đọc và mô tả dữ liệu ở dạng biểu đồ tranh, trước hết ta cần xác định một hình ảnh này. Nghe các em phải chọn một cái hình ảnh đại diện để thay thế cho một cái nhóm đối tượng nào đó. Được không nào? Thì từ cái hình số lượng hình ảnh đó ta có thể ta sẽ có số đối tượng tương ứng. Được chưa nào? Rồi, cái này thì rất là dễ hiểu, nghĩa là ta phải chọn cái đối tượng trước. Thì ví dụ 2 này thực chất ở trong cái TV thì người ta biết rồi, người ta làm rồi. Cái này dễ rồi đúng không nào? Cái này hồi nãy thầy đã làm ở trên cái bảng trực tiếp luôn. Bây giờ thầy sẽ làm cho em phần vận dụng này. Không phải thầy đi nhanh không em, mà những cái đó nó đã lặp đi lặp lại nên là nó rất là mất thời gian của thầy và các em. Bây giờ này. Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh ở khối 6. Các loại quả nha. Táo này, chuối, dưa hấu, cam, bưởi. Nếu mà nhìn vô trong các biểu tượng ngôi sao thì em thấy cái thằng này nhiều nhất, em biểu tượng nhiều ngôi sao nhiều nhất đó chính là cái thằng dưa hấu rồi, đúng không nào? Như vậy cứ một ngôi sao này tương ứng là 10 học sinh, nửa ngôi sao sẽ tương ứng 5 học sinh. Như vậy này, em nhìn này, táo này tương ứng này 10, đây 10 là 20, đây 5 là 25 này. Cứ như vậy nha, từ từ để dưới đây người ta hỏi gì thầy sẽ trả lời theo cái hệ thống câu hỏi luôn nha.
Hãy đọc biểu đồ để trả lời câu hỏi sau. Câu A này, loại quả nào được học sinh khối 6 yêu thích nhất? Đó chính là gì? Nếu mà các em dựa vào số lượng ngôi sao thì các em thấy dưa hấu này có nhiều ngôi sao nhất này. Đó chính là gì? Dưa hấu, đúng không? Được các bạn học sinh khối 6 yêu thích nhất. Câu B, loại quả nào được học sinh khối 6 yêu thích ít nhất? Yêu thích ít nhất nghĩa là chọn ít nhất đấy, chọn ít nhất. Thì đây em thấy đó chính là táo. Đây chỉ có 1, 2, 2 ngôi sao với nửa ngôi sao nghĩa là 2. Nếu mà gọi nhanh nữa là 2,5 ngôi sao đấy, đúng không? Đó chính là táo. Thêm ghim thầy là táo được các bạn học sinh khối 6 ít yêu thích nhất. Câu C, em hãy đọc số lượng học sinh yêu thích đối với từng loại quả. Học sinh yêu thích từng loại quả thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đáng lẽ. Đây, thầy lấy ví dụ này. Ví dụ như bây giờ táo, đúng không? Bây giờ táo này, thầy sẽ làm một cái đây rồi thầy sẽ làm trực tiếp trong bảng luôn cho em xem nha. Táo thì em thấy mấy ngôi sao? Hai ngôi sao. Hai ngôi sao giống nhau nghĩa là hai nhân mấy? 10, cứ một ngôi sao là 10 học sinh, đúng không? 2 nhân 10 cộng với mấy ngôi sao nữa, một ngôi sao nữa là cộng với 5 thì kết quả này sẽ bằng 25. Đúng không? Nghĩa là táo được 25 học sinh yêu thích. Thì các em ghi thầy suy ra đây là táo được 25 học sinh yêu thích. Cách trình bày là như thế này nha. Sau đó tương tự là tới chuối. Cứ như vậy. Thì bây giờ thầy sẽ làm trực tiếp cái cách trình bày một cái mẫu táo như này. Còn bây giờ thầy làm trực tiếp ở trong đây luôn để các em thấy nha. Được không nào? Rồi. Bây giờ tới chuối này, chúng ta sẽ đếm số lượng ngôi sao này. 1 2 3 4 5. 5 ngôi sao đúng không? Nghĩa là ở đây các em sẽ lấy 5 nhân mấy? 5 nhân 10 thì cái này sẽ là 50. 50 học sinh yêu thích, được chưa? 1 2 3 4 5 6 7. Đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy 7 nhân 10 để bằng 70 học sinh yêu thích. 1 2 3 4 với nửa này. Như vậy ở đây các em sẽ lấy 4 nhân cho 10 cộng cho 5. Nhưng mà kết quả đây sẽ bằng 45 học sinh yêu thích. 1 2 3 4 5 6. Nhưng mà các em lấy 6 nhân 10 sẽ bằng 60 học sinh yêu thích. Cái này là bằng 10 nhân 2 cộng 5 nó bằng 25. Đó. Còn cách trình bày thì hồi nãy thầy đã trình bày với em xong rồi. Rồi đúng nào. Đây. Cho các em xem lại. Rồi. Thấy chưa? Đấy, từ chuối trở xuống thì em cứ ghi ra, làm ra giống như thầy như vậy. Ok chưa? Giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo các em nha. Phần tiếp theo được nè. Phần tiếp theo đó chính là phần vẽ biểu đồ tranh. Trong cái biểu đồ ở hình 3, hình 3 ở phía trên này đúng không nè. Đây. Nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao nhiêu biểu tượng? Như vậy 45 thì đây, chúng ta sẽ vẽ biểu tượng giống như ca. Nghĩa là chúng ta phải vẽ thêm bao nhiêu nữa các em? Ở đây các em thấy là 25 rồi, chứng tỏ 45 thì nó thiếu mấy? Thiếu 20. 20 mà cứ một ngôi sao là 10, chứng tỏ chúng ta sẽ vẽ thêm là hai biểu tượng ngôi sao nữa. Các em hiểu nè. Vậy thì ở đây các em trả lời thầy là cái hoạt động 3 này. Nếu số bạn yêu thích quả táo là mấy? Là 45 thì ta vẽ thêm mấy ngôi sao em? Thêm hai ngôi sao nữa thì nó sẽ tương ứng là 45. Nghĩa là vẽ chỗ đây thêm hai ngôi sao nữa thành 45. Nghĩa là các em chỉ vẽ giống như của cái anh quả cam này. 1, 2, 3, 4 này, nửa này, ở đây có nửa rồi. Hiểu chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang ở cái phần tiếp theo nha. Phần này các em sẽ ghi vào ở trong vở âm thầy. Như vậy thì để biểu diễn thống kê
từ bảng vào biểu đồ tranh, ta thực hiện các bước sau. Bước 1, chuẩn bị này. Chuẩn bị nghĩa là chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chọn biểu tượng hoặc là hình ảnh. Ta có thể chọn biểu tượng ngôi sao hay là mặt cười, hay là chiếc ô tô, hay là chiếc máy bay, hay là chiếc tàu thủy, bất kỳ một biểu tượng nào để đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn này, thấy chưa nào? Xác định mỗi biểu tượng hoặc hình ảnh thay thế cho bao nhiêu đối tượng. Ví dụ xem thử mặt cười đó là đại diện cho 3 học sinh hay là 5 học sinh ha. Chiếc máy bay đó biểu diễn cho 5 học sinh hay là 10 học sinh, ví dụ thế. Bước 2, vẽ biểu đồ tranh. Biểu diễn biểu đồ tranh thường gồm hai cột này. Cột 1 này, danh sách phân loại đối tượng thống kê. Cái danh sách cần phải phân loại nha. Cột 2, vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng. Ghi tên biểu đồ và các chú thích số lượng tương ứng mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi sang cái phần đấy, em ghi vào để em thuộc lòng nha em nha. Ví dụ 3, bảng thống kê dưới đây cho ta thông tin về số học sinh lớp C đạt điểm 10 trong tuần. Số điểm 10 này, thứ hai này, 18. 18 bạn học sinh ha. Tương tự như vậy. Như vậy từ cái bảng thống kê ta vẽ được biểu đồ tranh này. Như vậy này. Các em nhìn thấy ở phía chú thích đây này. Người ta vẽ một mặt cười này, màu trắng này, tương ứng 3 học sinh. 3 học sinh chứng tỏ này, các em thấy này, 18 này chia 3 thì sẽ được mấy mặt cười? 6 mặt cười này. Thằng này chia 3 tương ứng là mấy? 3 mặt cười này, thằng này chia 3 được mấy? 5 mặt cười này. Thằng này chia 3 được mấy? 4 mặt cười. Và thằng này chia 3 được mấy? 2 mặt cười. Bây giờ có phải thầy điểm tương ứng như vậy? Cứ một mặt cười màu trắng sẽ tương ứng là 3 học sinh. Ở đây là 18 học sinh, chứng tỏ 6 mặt cười chúng ta điểm này. 1 2 3 4 5 6, đúng chưa? 3 này. 1 2 3 đúng chưa? Cứ như vậy. Hiểu không? Nhưng mà giờ thầy không muốn ở đây là 3 học sinh. Mà ví dụ như ở đây thầy lấy 6 học sinh. Nếu 6 học sinh thì ở đây là 18, chia 6 thì chứng tỏ mấy mặt cười? Ở đây chỉ 3 mặt cười. Tùy theo người ta định quy định định mức để đại diện cho cái nhóm đối tượng đó là bằng bao nhiêu, thì khi đó các em sẽ vẽ cái biểu đồ tranh ra như thế này. Hiểu không? Bây giờ thầy sẽ làm cho các em phần thực hành nữa là xong. Ở cái phần lý thuyết các em nhé. Còn phần bài tập nó nằm phía bên đây rồi. Để thầy sẽ quay cho các em ở clip ở tiết sau. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang phần thực hành nha. Thực hành nha. Một cửa hàng bán xe đạp ghi lại số xe bán được trong tháng bằng bảng số liệu sau. Số xe bán được trong tháng này. Màu xe đạp: xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng bạc. Số xe bán được tương ứng này. Ở đây này, nhìn này, phần ký hiệu này. Sử dụng các biểu tượng sau để vẽ biểu đồ tranh thể hiện bảng thống kê trên. Cái vòng tròn này bán được 10 xe, chứng tỏ còn nửa vòng tròn là mấy? 5 xe. Như vậy thằng này mấy vòng tròn? 2 vòng tròn này. Thằng này 1 vòng tròn và 1 nửa vòng tròn này. Đây 3 vòng tròn này, 1 vòng tròn này. Đây 2 vòng tròn và 1 nửa vòng tròn, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ kể thằng cái bảng sau. Cái cột đầu tiên đó chính là gì? Đó chính là màu xe. Còn cái này đã tính là tương ứng là cái số xe bán được đây này. Cột này là tương ứng màu xe này, số xe bán được là cột bên đây. Bây giờ này, xanh dương. Chúng ta ghi tương tự. Xanh dương này. Xanh lá cây này. Đỏ này. Vàng này. Trắng bạc. Được nè. Đấy, thì bây giờ này, xanh dương thì 20 chiếc. Mà đây cứ 10 chiếc là một vòng tròn. Mà 20 thì chứng tỏ 20 chia 10 là bằng 2. 2 vòng tròn này. Vậy ở đây các em ghi lại 2 vòng tròn. Được chưa? Hiểu không? Xanh lá cây 15 thì ở đây 10 cộng 5 này. Một vòng tròn và một nửa vòng tròn. Đúng không? Nửa vòng tròn. Đỏ là bao nhiêu? 30 thì chứng tỏ là 3 cái vòng tròn, đúng không nào? 1. Thầy xin lỗi là sợ cái vòng tròn của thầy nó không đều. Sợ vòng tròn của thầy do thầy tự khoanh. Đáng lẽ nó phải giống nhau em nhé. Các vòng tròn nó phải giống nhau chứ không phải nó khác nhau cái to cái nhỏ. Nhưng ở đây thầy biểu thị để em hiểu ha. Vàng là 10. 10 là mấy vòng tròn? Là 1.
trắng bạc là 25. 25 thì nghĩa là bằng 20 cộng 5. 20 cộng 5 thì 20 nghĩa là hai vòng tròn. 5 thì nó sẽ là một nửa vòng tròn. Đó. Hiểu chưa? Ok. Đây chính là chúng ta đã biểu diễn xong cái biểu đồ tranh từ cái bảng ở trong phần thực hành. Còn về phần bài tập. Về phần bài tập thì đây, thầy cũng lập ra để các em tự làm trước nha. Bài tập. Thấy chiếc máy cày không? Rồi, chúng ta trả lời theo hệ thống câu hỏi. Các em tự làm trước em nhé. Tự làm trước. Rồi. Lúc nào thì thầy cũng quay phần bài tập trước để em tự làm trước nha. Rồi, clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập em nha. Bye bye các em.